tướng Mỹ thừa nhận tên lửa gần 400.000 USD bắn trượt vật thể bay. Tướng Mỹ Milley nói tiêm kích F-16 bắn trượt vật thể lạ trên hở Huron trong lần đầu tiên và tên lửa trị giá 380.000 USD đã rơi xuống nước. Phát đầu tiên trượt mục tiêu, phát thứ hai bắn trúng. Tướng Mark Milley, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, cho biết tại cuộc họp báo ngày hôm nay ở Bỉ đề cập vụ bắn hạ vật thể bay lạ trên hở Huron, bang Michigan, nằm giữa biên giới Mỹ và Canada ngày 12 tháng 2. Theo ông Milley, tên lửa bắn trượt rơi xuống hồ Huron và vô hại. John Kirby, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng, cũng xác nhận thông tin. Chúng tôi đã đảm bảo không phận, khu vực phía dưới không có hoạt động thương mại dân sự hay giải trí nào. Chúng tôi rất thận trọng khi lên kế hoạch để các phát bắn được thực hiện an toàn, ông Milley cho biết thêm. Hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy biên đội hai chiếc F-16 thuộc phi đoàn tiêm kích số 148 không quân Mỹ trở về căn cứ sau nhiệm vụ hôm 12 tháng 2. Trong đó, mỗi chiếc thiếu một tên lửa AIM-9X ở giá treo dưới cánh. Một số quan chức quân sự Mỹ sau đó cũng cho biết phát bắn đầu tiên không trúng mục tiêu. AIM-9X là phiên bản mới nhất của tên lửa không đối không tầm ngắn Sidewinder được đưa vào biên chế quân đội Mỹ năm 2003. AIM-9X được trang bị đầu dò ảnh nhiệt, mạng mặt phẳng tiêu điểm và động cơ đẩy vector 2 chiều kết nối với hệ thống kính ngắm ngắn trên mũ phi công, cho phép tấn công mục tiêu ở góc gần 90 độ so với mũi máy bay. Mỗi quả đạn AIM-9X đạt tầm bắn tối đa 35 km và có giá khoảng 380.000 USD, được sử dụng trong không quân 40 nước, chủ yếu là các thành viên của NATO. Vật thể bay trên hồ Huron là một trong ba vật thể bay không xác định mà quân đội Mỹ bắn hạ trong 3 ngày, mùng 10, 11 và 12 tháng 2, với lý do gây đe dọa tới ngành hàng không dân dụng. Nhà Trắng hôm nay cho biết, giới chức Mỹ vẫn chưa xác định được nguồn gốc ba vật thể và kỳ vọng có manh mối nếu thu hồi được xác của chúng. Tuy nhiên, nơi các vật thể có thể rơi xuống đều rất khó tiếp cận, gồm hai vùng băng giá phía Bắc và hồ Huron. Theo ông Kirby, do thiếu lý giải phù hợp, cộng đồng tình báo đang cân nhắc khả năng ba vật thể chỉ là khí cầu liên quan hoạt động thương mại nào đó hoặc có mục đích ôn hòa.